Anh có muốn nói lời nào ở trên cộng đồng mạng cũng như là tất cả cô chú anh chị trong nước và ngoài nước mà hiểu cái quan niệm về chị một cách khác hơn không? Có nghĩa là có. anh có Dạ, thể... cho em xin trên cộng đồng mạng là cái quan điểm của em nhất chị á, tại hiếu vợ em đó là cái tánh vậy cũng nóng, nhưng cái thật tình là không phải như vậy đâu. Nó, nếu trên cộng đồng mạng thì còn thương em và thương con thì cái chuyện gì đó bỏ qua cho hiếu hết đi. Đó, là thương hiếu với bé Thảo, đặng Thảo, Mai Thị Phương Thảo đó, và để cho chung tay cộng đồng lo cho cháu được ngày sinh nở và ngày cháu sống bé tốt đẹp hơn. Sống tốt đẹp hơn nữa là em rất mang ơn và chân thành. Nói chính xác quá. Anh là một người đàn ông là dũng cảm, không bao giờ nói xấu, không bao giờ nói xấu với vợ, không bao giờ nói xấu với con, không chia sẻ gì. Thật sự là rất là tốt. Còn cầu chúc cho là vợ hạnh phúc bên người mới. Rồi sau này đó em cũng phải bảo vệ con mình, đã bị một lần rồi đó, nếu em còn nghĩ nó là con của mình thì em nên phải bảo vệ cho con mình cho một ngày nó cứng cáp hơn rồi đó. Nếu sau này đó, nếu có cái việc nào đó, nó muốn học ngày học gì đó, đó, nếu anh có khả năng anh đứng ra lo cho con. Rồi cái ước muốn của anh là sau này bé Hảo sanh con thì anh có muốn hai mẹ con của bé Hảo về ở với anh không? Không được. Không, em mà hoàn toàn là không, em chỉ là ngay con Thảo, vì vợ em đã có gia đình rồi. Ừ, con của con Thảo. Là em rất là muốn, em rất là muốn cháu ngoại của em về. Ừ. Hai mẹ con nó về sống chung là em hoàn toàn em rất là mừng. Ừ. Đó, thì em nói giờ em muốn biết nói gì được. Chàng em rất khóc luôn. Rất là mừng. Nói chuyện mà anh khóc luôn cô chú anh chị. Cha nói chuyện mà khóc cả nhìn rất là tội nghiệp. Rất là đáng thương ha. Vì nhiều cái hoàn cảnh, cái số phận mà trời đưa đẩy như vậy rồi mình cũng thì nói gì thì qua cái video này thì chắc có lẽ là chị Hiếu sẽ xem được những lời tâm tư của anh, và cũng như là nhờ của những cái video của mấy tụi em đăng tải lên thì chị xem thì chị hiểu và chị có thể là động lòng được trong video, cũng như là hiểu được cái tâm trạng của anh như lúc này. Và nếu như mà chị có thể là đưa bé mình về quê để tiện săn sóc và cho đầu óc của cháu thoải mái, để cháu còn chỉ đâu dọn dẹn đâu có thời gian ngắn nữa là cháu đã sanh rồi, và chị cũng đừng có nên là dẫn bé đi đầu này đầu kia nữa, nó rất là nguy hiểm. Rồi cái tâm trạng của anh giờ có muốn nói gì lên với cộng đồng mạng cho người ta hiểu rõ hơn chút nữa không? Anh chia sẻ hết trong cái nỗi buồn của anh ra. Dạ, em chỉ muốn chia sẻ nhất là em chỉ muốn con gái em về thôi, đừng cho em gặp mặt thôi. Em gặp mặt hàng ngày, nhưng em rồi tới sanh ở ở đâu thì em cũng tới. Chứ giờ con em cũng không biết nó nằm giờ ở đâu, ăn sao, ngủ sao, em cũng hết biết luôn rồi. Vì mấy ngày nay em kiếm giấc giả không gặp đâu hết chứ. Là anh ra buổi chiều hay buổi sáng à? Em ra buổi chiều. Buổi chiều. Mới hồi hồi ngày kia bữa đi Nhân Sơn của mấy đạp, đạp đi tới Nhân Sơn thì em cũng nghe một cái số điện thoại là điện cho em. Thấy Thảo với mẹ nó ngồi quán nước ở quán cà phê của Vinh Sơn đó gần chợ. Em đạp xe đạp đi tới chánh. Đạp xe đạp đi tới chánh. Nay mấy ngày? Mới bữa nay chuyển qua. Thấy nghe qua cha nói chuyện thấy đứt ruột mọi người. Chạy xe đạp đi kiếm con. Anh tới chánh thiệt. Đi gặp con. Rồi xong rồi em mới điện lại cái số đó là cái số thuê bao luôn. Thuê bao luôn. Thuê bao. Em chỉ cả về em lấy số đó em chỉ cập Zalo lại là không thấy gì hết. Mới mua đứt ruột mọi người. Từ đây lên tới đó sao anh? Chỗ mà cho hay quán nước á. Từ ở đây lên chảnh là theo mà đạp xe đạp đi mất là đi về là khoảng 3 tiếng mấy không? Trời ơi. 3 tiếng mấy đồng hồ. Là nghe, đi xe đạp luôn đó hả? Nghe tin mà chạy xe đạp đi để nhìn mặt con mà cuối cuộc không gặp hết cái nè. Nghe mà đứt ruột luôn đó cái nè. Buồn qua ngoại không thấy. Chạy xe đạp đi 3 tiếng mấy lần rồi. Trời ơi. Xa. Nhưng hiện tại bây giờ là anh có cái số điện thoại của mẹ mẹ bé Thảo mình. Dạ không, anh hoàn toàn là mất đường dây liên lạc, mất hết tất cả. Không có cái gì nữa. Đi qua nhà thăm mà ngoại không tiếp mà hất hủi. Tính ra từ cái bữa mà anh ra ngoài nhà ngoại đầu tiên tới giờ là anh đi mấy lần anh? Dạ ba lần. Ba lần. Chỉ có gặp bà Cóc không? Dạ. Cóc đủ về luôn. Bà đủ về.
không có nói chuyện nhiều quá, tao mệt quá mày. Nó chuyện nhiều hả? Chỉ mình hỏi về con cái mình thôi. Mẹ vậy rất là buồn. Nó nói chứ bà rồi mẹ qua thì bà trốn không? Thì bữa mẹ qua đó có gặp không? Không, nó trốn một tiêu. Anh thì bị đuổi. Hủ bên nội. Thì em nói thì thẳng như em nói với em Hiếu giờ dài con cái nó rồi cũng đã sự rồi, nó cũng không biết cái gì hết, vì nó còn nhỏ về dài đó. Như bây giờ em mới đem bất cứ là ở đâu nó, nếu không đi đâu thì thôi em ấy con đi chiều hay mai gì đó rồi anh qua để anh em ngồi bàn bạc chuyện của con, ăn ủi con trong lúc này mới được, để em giấu đi hoài biết rồi một ngày nó trầm cảm thêm rồi đứa con của mình đó, là nó không có cái sức khỏe nữa. Chỉ mong nhiều đó thôi. Vậy là anh tính ngày mai mới đi ra ngoài kia ha. Dạ. Vậy á, cái hộ khẩu đó là em không có ký tên, không có làm bất cứ cái nhúng tay gì trong cái hộ khẩu để tách con em hết. Mà sao mà tự ở đâu mà làm ra tách, mượn cái giấy hộ khẩu của em đâu để là kêu ba mẹ trong lấy sổ hộ khẩu rồi dạch cho hết. Không, em có dạch rồi luôn. Không có luôn. Cái tên có đăng rồi. Vô luôn. Lấy đi. Lấy ra. Ngồi đó rồi mày lấy. Kêu ba. Là nó xóa tên hay sao? Không, không còn cái miếng giấy đó trong luôn. Chuyển đi. Xé là giấy đó bỏ luôn. Xé luôn hả? Xé luôn. Không còn luôn. Không mà thường thường nếu mà chuyển khẩu mới không? Nếu mà thường thường là tách hộ khẩu á là cái tờ giấy đó vẫn còn, nhưng mà để người ta lấy cái giấy ta gạch ngang thôi. Mà cái này là gạch xong ở dưới còn cái mộc là đã tách hộ khẩu luôn. Chuyển tới đâu mà. Còn cái này là không còn tờ giấy đó luôn. Cái hộ khẩu của anh đó hả? Dạ. Ai xé? Là để bây giờ là không có, thì mai thì Phương Thảo chống luôn. Tại vì là có ở trên này nó ghi ba gạch ba cái vậy nè. Tại vì là hộ khẩu nó có cái số seri nha. Dạ. Từ đúng số 1 tới số mấy đó. Nếu mà trong hộ khẩu đó. Số trang á, nếu mà trong hộ khẩu anh mất đi một trang là không được đó. Mà ảnh hưởng á. Từ hồi lúc em sống với vợ em đi mần riết tóc tai còn hết không kịp nữa. Là tự nó kêu ông cò lép chết rồi đó là đi mần giấy chứng minh cho em luôn á, là mần ở Trà Vinh luôn á, cái nói hô trời ơi để hớt tóc đi, ông cò lép còn nói vậy nữa, nó trời ơi ảnh mần không có ngày nghỉ nữa đâu, đi hớt tóc thôi để về chở đi mần đại đi đó, là chính là con vợ em là Hiếu đó, là kêu em đi làm giấy chứng minh là làm ở dưới tỉnh chứ. Trong này đâu có tên, không có tên Thảo luôn. Số trang còn không? Còn đủ. Cái số trang số 1, số 2, số 3, 4 đó. Còn đủ, còn đủ vậy là nó làm sổ khẩu mới rồi đó. Này năm 2011. Ủa 2011 thì lúc đó anh không nhập khẩu con vô đây rồi. Có. Hồi lúc là có cái giấy hộ khẩu là Mai Thị Phương Thảo là nằm ở trong cái hộ khẩu này luôn. Đó. Là có nghĩa là tên anh xong, tới tên của chị mới tới tên con anh nha. Ừ, đúng rồi. Mà cái số trang coi còn không? Từ đầu có số trang của đàng hoàng nha. Có số trang nha. Có anh chị xem. Thì đây nè, đúng không? Đó là số khẩu nè, chủ hộ là Phạm Thị Lưỡng nè. Ngày cấp lần 3. 24 tháng 6 năm 2011. Cấp lần 3. Cấp lần 3 hết ngoài để cấp lần 3 thì. À. Dịch lại tới đây. Đó, lật ra để số trang á. Cái Mai Chí Nguyễn. Mai Chí Nguyễn con là ai? 81 là 3 phải không? À. Mai Chí Vọng 3 nè. Mai Chí Vọng lại là ảnh đó là anh Vọng ba mấy Thảo. Mai Thị Phương Thảo nữa không phải Mai Thảo Nguyên là nhóm con hả? Nó nào ăn chảnh nó con sao quá nè. Dạ. Nó hết rồi khẩu là này. Của con trưởng công an cấp này là Mai Thị Phương Thảo là mới tới là Mai đúng Thị rồi nếu mà con lớn thì mà cái này phải sinh năm mấy à, sinh hồi số trà còn không 208 vậy là cái sổ này cấp lại sổ này cấp lại rồi cấp lại rồi. Cái này là bên ngoại đi làm giấy sao hay sao anh? Được bên ngoại cấp nói được. Cái này có bên nội. Ở bên nội làm sao mình nếu mà bên đây đi làm mới cấp lại số mới cho sao? Thì rồi hồi đó thì cha còn sống là cái giấy hộ khẩu là hồi còn thời cái giấy mà giấy cái bề ngoài xanh đó. Đúng rồi hộ khẩu bây giờ này nó mới đổi nè, mới đổi màu đỏ đó. Coi cái số 1 số ngày biết số năm á. Ngày mấy đó, là lúc đó sanh Thảo ra là làm nhập với vô đâu là Mai Thị Phương Thảo luôn. 2011 phải không? Ngày sửa lại nữa Thảo trên 2011 11 cái này là sổ này làm lại có ngày một à? Cấp 2011 đúng rồi.
sau này làm lại có ngày một, nó làm lại hết 24 tháng 6 không. Còn cái thao này mới là tháng 9 rồi. Cái thảo này mới nhập vô nè, nó là nhập vô sau. Cái đó là sau. Đấy, thảo nguyên á. Hấp bưng lớn. Vì miếng minh bản mà nó tự ý. Cái này là tự ý luôn á. Tự ý sơ cắt cho được ta. Miếng tự ý là cũng phải có cái sổ hộ khẩu gốc chứ, phải không? Đúng rồi. Hay là do mình qua ra ngoài mình làm lại mà mình quên mà ghi vô ta. Cái hậu khẩu này là hoàn toàn là em không có gớ gì tới, từ ngày cấp ngày đổi ngày gì em không có gớ tới. Giữ là, ai rồi. Giữ cái sổ bà này? Bà nội. Bà nội hả? Mẹ không biết chữ nữa. Lấy không bà? Bà ơi, lấy không? Hả? Bà có trai mượn không? Không. Thì giờ bữa đó thằng trai nè, thằng Tám kêu đem về cho nó mượn ra ngoài rồi mới đủ bể. Tám nè. Tám mập bên này nha. Tám nè. Tám ăn ấp đây nè. Mỗi lần nó làm giờ nó nghỉ rồi. Giờ nghỉ rồi đó. Vì thằng trai không biết nữa, kêu thằng trai về lấy. Ăn cái ba nó đó. Mấy tờ không biết đâu. Bây giờ em rất là buồn vì mẹ cũng giận với ba cũng không biết luôn. Rồi em chỉ chút chút vậy thôi. Em giờ em thấy mệt mỏi quá trời.